đây ở cái bàn có hai nhà cổ, nhà cổ chú Ba Đức và nhà cổ chú Ba Kiệt. Thì Ba Kiệt là phải đi bộ khoảng 500 mét, còn đây nhà chú Ba Đức thì ngay bờ sông. Này là làm cơm. Này bánh ăn thử, bánh tráng. Béo không? Này là bánh tráng vừa béo. Làm chảo dừa. Này đang làm bánh tráng. Này là lò nấu rượu. Đây là cái nồi, cái bếp nấu củi. Đây là cái cơm rượu ở trong này. Nấu xong cái đầu bốc hơi. Ở đây là cái nồi cơm rượu nè. Nấu xong cái bốc hơi qua bên này. Cái xong bên đây là nước lạnh. Thả nước lạnh xong rồi nó sẽ ngưng tụ lại. Đây là rượu. Đây là cái quy trình nấu rượu. Quy trình cho nấu cơm nè. Rồi vậy là xong một bẻ. Con đực là không chích. Con mồi đen. Tất cả những giống đực đều chích rồi ha. Mà có ông đực là chích. Ông đực mà không chích ông ngộ vậy đó. Ngộ. Đúng không? Giống đực đều có kim hết mà con đực làm có kim. Con ông kia là ông chúa hả? Ông đực lâu phải ông chúa đâu. Ông thợ mới có kim chứ. Đây là đang bên cồn Tân Phong thuộc huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Ở đây là qua con phà bên kia. Bây giờ mình chuẩn bị ăn trưa đi đi tàu rồi xong rồi ghé mấy cái làng nghề xong rồi giờ ghé bên mấy con Ecolos để nấu ăn xong mình ăn trưa luôn. Tưởng già lắm luôn á. Đâu vậy kêu bằng ông. Anh xuống trước đi. Dạ. Chào anh, cảm ơn em. Gia đình mình ba người hả? Dạ ba người. Okay. Dạ, cảm ơn các bạn. Dạ. Bạn em chỉ phát áo phao giùm em đi ha. Rồi. Trời ơi, chưa xin ra này rồi sao?
chợ nội Cái Răng. Ở đây là cái ghe mà bán hủ tiếu bún riêu có bánh lọt nữa. Từ 5 giờ sáng đến 8 giờ là tan chợ. Mọi người đi chợ nội Cái Răng thì muốn ăn bún ngon thì ghé mình đi ăn thử nha. Thiếu vị sao? Đậm đà không? Vừa miệng á. Chị ơi cho em miếng ớt anh. Có củ cải trắng nè. Củ trắng huyết là gì đó, chả không? Huyết nè. Chả nè. Ờ. Cái xin miếng ớt được không? Cua. Chả cua đúng không? À, chả cua. Chả cua nè. Tô này nãy giá nhiêu ta? 45k. 45k hả? 45k. Heo nè. Ủa, các bạn chuẩn bị về lại Sài Gòn. Trước khi về lại Sài Gòn thì mình ghé nhà hàng Lú Điếp. Đây là nhà hàng bờ sông Cần Thơ, ăn trưa xong lại về lại Sài Gòn. Nhà hàng này thì rộng rãi ngay bờ sông, bán nhiều đặc sản ở miền Tây.